Các bạn nhé, thì có rất là nhiều những cái trang trắng ở trong khi bạn soạn thảo Word, các bạn thấy là xóa rất là khó, rất là cứng đầu. Đây mình lấy ví dụ như là mình đang có một cái bài báo mà nó có một cái trang trắng ở cuối mà mình cứ xóa, thì mình dùng phím delete mình xóa này. Có 7 trang nhé, đây xóa. Sau khi xóa xong thì chúng ta như này, nó lại hỏng hết, đây, hỏng hết, như thế, hỏng hết, đấy. Hỏng hết thì bạn rất là bực mình. Mình can tôn dép lại đây thì bên trên lại ngon lành đấy, bên trên lại ngon lành đấy, lại ngon lành đấy. Xóa đi thì bên trên lại nhảy lung tung rồi, lung tung rất là bực mình và cũng không biết làm nào để xóa, mất hết định dạng. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa cái trang trắng đó. Thì đầu tiên các bạn là hiển thị cái ký tự không nhìn thấy ở trong Word, mặc định là nó che đi bằng cách là về home nhé. Đấy, Ribbon Home này, các bạn có một cái quy luật trong paragraph này, nó trên bên phải paragraph này, các bạn ấn vào đó. Đấy, thì nó sẽ hiển thị lên cái ký tự mà không nhìn thấy được. Đặc biệt này, đó nó có cái, đó là break section, thì khi đó là nó sẽ tạo ra cái trang trắng. Cái cách xóa rất đơn giản, các bạn ấn vào cái đầu chữ quy này, đặt con chuột vào đầu chữ quy, giữ phím shift nhé, giữ phím shift, giữ phím shift và ấn vào cuối của chữ quy bên dưới. Sau đó các bạn dùng phím delete, phím delete ở trên bàn phím ấy. Đấy, các bạn xóa thì khi đó là hoàn toàn ok và các bạn nó không bị vỡ cái gì cả, này vẫn ngon lành, vẫn nguyên. Các bạn bấm lại quy luật là xong, trở về bình thường. Bạn thấy tuyệt vời không? Chúc các bạn thành công nhé, chúc các bạn xóa được cái trang trắng cứng đầu đó, và hãy like, share và đăng ký kênh của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn